cái chén côn trùng này đó, mọi người thấy không, cái con này là con dế và đây là con nhộng. Cặp trai lai lai. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì đây là ngày thứ 2 Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc. Và phía sau lưng của Bùi Hồ cô bác quý anh chị có thể thấy đây, đây là những cái bể bơi mini. Không phải là bể bơi dành cho các trẻ em như ở Việt Nam. Đây là những cái bể bơi dùng để chứa nước vào những ngày cận Tết Bun Bi Mai, một cái Tết khá cổ truyền của Lào, cũng như là tham dự một cái lễ hội té nước. Thì những gian hàng này họ sẽ bán rất là nhiều những cái bể bơi như thế này. Ở Lào vào ngày Tết té nước lên người xua đi những cái xui xẻo, và đồng thời á là mang đến cho mình một cái sự may mắn. Người nào á mà được té nước, được người khác té nước càng nhiều vô người thì người đó coi như là năm đó sẽ được nhiều may mắn. Và phía sau lưng này đây là các bạn này đang mua những cái bể bơi đem về để mà chứa nước, để tham dự một cái lễ té nước vào ngày mai này. Cái bể bơi té nước thì người Lào họ tin rằng á, ngày Tết đi chùa tắm Phật là sẽ mang lại một cái sự bình an cho cuộc sống. Và mời cô bác quý anh chị cùng qua đây nè, họ trang trí những cái đồng tiền Lào và những cái cây để đem vào chùa để ngày mai dâng lên cho các sư cũng như là những cái lễ hội tắm Phật vào ngày mai nha cô bác quý anh chị. À, đây là một cái gian hàng họ buôn bán những cái vật phẩm á, cũng như là cái khánh, những cái tờ tiền á mọi người, để cúng cho các ở trong chùa các vị sư rồi nè. Nếu như ở Việt Nam thì sẽ có những cái bao lì xì, những cái sắp tiền đổi lì xì, thì họ đây họ trang trí lên những cái cây như thế này. Và để ngày mai này á, ngày 14 là một ngày lễ hội tắm Phật ở Lào. Và chúng ta cũng thấy là cái khung chợ nó khá là nhộn nhịp đúng không? Cũng giống như là những ngày 30 Tết của Việt Nam á, cái khung chợ nó khá là sôi nổi và nhộn nhịp luôn. Tết Bun Bi Mai ở Lào thì được diễn ra 3 ngày, từ ngày 14 cho đến ngày 16 và tháng 4. Và cô bác quý anh chị cũng có thể để ý thấy rằng á, Tết này được diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm. Ở tháng 4 là bắt đầu những cái trận mưa, những cái cơn mưa để dội rửa những cái xui xẻo, những cái nắng nóng. Và khi mà mưa xuống á, thì cây trái nó sẽ bắt đầu ươm chồi nảy lọc, cho thấy rằng đó là sự nảy mầm thịnh vượng nhất trong một năm đối với những người dân ở Lào. Và ngày hôm nay á, thì đường phố ở Lào khá là đông đúc và nhộn nhịp luôn cô bác quý anh chị. Đó, mọi người có thể thấy không, một cái tuyến đường rất là nhiều xe cộ chạy ngoài đường như thế này. Tại vì đây là những ngày cận Tết, họ cũng tranh thủ sắm những cái quà Tết để dâng lên các chùa cũng như là những cái vật dụng để mà vui chơi trong những ngày Tết như thế này. Và đây là một cái gian hàng họ bán những cái vật phẩm như đây, mình cũng không rành lắm, nhưng mà đa số là liên quan đến chùa cũng như là các tượng Phật này. Tại đây nha mọi người, Tết Lào thì cô bác quý anh chị có thể thấy rất là rõ một cái đặc trưng về lễ hội té nước, đó là họ chuẩn bị những cái hồ bơi mini để chứa những cái lượng nước để mà họ có thể tham gia lễ hội té nước. Và thậm chí là họ sẽ trang bị cho những cái thành viên trong nhà mình những cái cây súng nước á, để mà họ có thể bắn nước vào người. Dạ anh này rất là vui. Dạ xin vai đi. Anh là người Việt cái tham gia đi gì? Anh là người Việt à? Dạ chào anh. May mắn gặp anh này là người Việt luôn mọi người. Đó, quản cái Việt thế, chữ Việt. Đồng. Anh yên lành. Dạ. Anh tên Yên đúng không? Đúng rồi, vừa lành. Dạ lành, yên lành. Okay, nghe lành kia. Nghe tên ấy bình an kia. Chào anh Yên. Hôm nay là mình bán những cái vật phẩm để mà để cho mọi người mua về để mà chơi Tết ha anh. Bể bơi đây đó. À, bể bơi nhỏ nhỏ đó là nhiêu cái anh Yên? Cái gì á? Dạ. Và thậm chí là mọi người có thể thấy là bể bơi có kích thước khác nhau từ nhỏ đến to. Ngày hôm nay là họ mua về, họ chuẩn bị để ngày mai này họ sẽ té nước. Dạ. Tết năm nay thì bán được không anh? Tạm tạm thôi. Dạ. Em nghe nói là năm nay là ăn Tết lớn nhất trong 3 năm vừa qua đúng không? Cái bài nắm được Covid lắm được ăn thôi. Dạ, anh ở tỉnh nào anh Yên? Huế. Huế. Ở đây là cô chú anh chị ở Huế với lại ở Quảng Bình đồ vô nhiều lắm. Quảng Bình, kia đó Huế nhiều, Quảng Bình nhiều. Dạ. Yên Tông nhiều, qua đó nhiều. Rồi chúc anh Yên một năm mới vui vẻ nha. Chào anh.
Dạ. Dạ. Đây mọi người. Đây là chiếc xe xám lọ mà vừa hồi cũng đã có quay á. Ở Lào thì dân số khoảng 17 triệu dân thôi, cả toàn đất nước khoảng 17 triệu dân thôi, dân số cũng khá là thưa. Mà trong khi đó diện tích thì bằng 2/3 diện tích của Việt Nam. Địa hình của Lào đa số chủ yếu là đồi núi. Họ Lào thì đất nước Lào họ không có giáp với biển mọi người. Bây giờ ở đây có một cái khu chợ nè. Mình sẽ vào cái khu chợ này ha, để xem cái không khí mua sắm Tết của người Lào để chuẩn bị như thế nào. Hôm trước thì Bùi Hồ cũng có muốn chia sẻ một cái khu chợ người Việt tại Lào, nhưng mà hôm nay thì muốn chia sẻ những cái phong tục người Lào họ chuẩn bị gì cho ngày Tết, và thậm chí là những cái chiếc xe từ xe lam nè, xe túc túc nè, từ những cái nơi rất là xa họ tiến vào cái khu chợ sầm khuất nhất tại đây để mà họ mua những cái đồ để mà chuẩn bị cho ngày Tết. Cô bán quý anh chị thấy cũng bây giờ thì cũng đã gần như là kẹt cứng luôn mọi người. Xe nó đang bị ùn tắc với một lý do là lượng xe đổ lên đây cũng khá là nhiều. Người dân Lào thì tỏ vẻ ra khá là thân thiện. Đây là lần thứ 3 thì vừa hồi có mặt tại Lào. Lần thứ 3 này qua đây chủ yếu là quay về cái không khí Tết tại Lào cho mọi người xem. Ở Lào, Thái Lan và Campuchia thì có một cái lễ hội té nước giống như nhau, nhưng mà Bùi Hồ muốn chia sẻ về cái không khí Tết của người Lào, một cái đất nước triệu ngôi, cho cô bác quý anh chị có thể hiểu thêm. Và đây là những cái côn trùng, những cái ẩm thực rất là đặc trưng của Lào, từ con nhộng nè mọi người, và đây là con dế Sivadi. Dạ. Ở đây có sầu riêng. Và đây là cái chén côn trùng này. Đó, mọi người thấy không? Cái con này là con dế. Và đây là con nhộng. Đây là các cô chú người Lào. Kiếp. Kiếp Lào. Yeah. Kiếp Lào. Không biết. Dạ. How much money? Money. Dạ. Hà Phan là 5.000 kiếp Lào ở mọi người. 5.000. 5.000 luôn. Mọi người thấy nhìn cũng khá là gùng gợn ha. Nhưng mà đối với những người mà có dị ứng về nổi mề đay á thì không nên ăn những cái món như thế này. Một cái khu thủy sản gồm tất cả các loài cá mà cô bác quý anh chị mà ở Việt Nam cũng khó lòng mà thấy được. Vì sao? Vì nước Lào là một nước mà con sông Mekong chạy dọc xuyên suốt từ Bắc chí Nam ở Lào luôn. Nên ở đây có loài cá hàng chục ký, hàng trăm ký, và có những loài cá tra nó rất là bự luôn mọi người. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ những loài cá mà ngay tại Lào cho cô bác quý anh chị xem nha. Đây là con cá mà nàng hai, nó rất là to luôn mọi người. Rồi đây là cá, con cá này giống như con cá lăng nha mọi người. Rồi cá tra nè, nó rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là những loài cá ở Lào đa số là toàn là những loài cá khủng hết à, rất là to. Còn mọi người có thể thấy nếu như ở Việt Nam thì những loài cá này nó cực kỳ hiếm ha, thì ở Lào đây là một điều rất là bình thường. Tại vì cái con sông Mekong ở thượng nguồn á, Lào nó nằm ở thượng nguồn của sông Mekong, nên loại trữ lượng mà thủy hải sản cực kỳ phong phú và nhiều. Còn đây là ốc nè mọi người, thấy không? Ở đây không phải là ốc bu vàng nha, mà đây là một loại ốc tự nhiên thiên nhiên luôn. Những loài cá rất là to đều tập trung ở tại đây, và có cả những loài cá cực kỳ hiếm như đây, con cá gì mình không biết nữa này. Đây là cá lăng đỏ. Ủa, cái con cá nàng hai nó cực kỳ to đó kìa. Xin bay đi. Xin bay đi nhé.
Nè, con cá này phải con cá lăng, cá vảy đỏ, nhìn rất là to, khủng khiếp. Và đây là gian hàng họ bán thịt heo. Và đây là những cái khánh, gọi là những cái giống như những cái bó hoa ở những cái bông hoa của Việt Nam á mọi người, để dâng lên cúng Phật nè. Nhưng mà ở đây thì họ được làm từ lá chuối với lại bông cúc và một cái bông vạn thọ. Ngày hôm nay thì bán nhiều hơn so với những ngày thường. Những lần trước mà Bùi Hồ có đi sang Lào á thì những cái này thì nó ít hơn. Và ngày hôm nay thì cô bác anh chị cũng có thể thấy là họ bày biện bán khá là nhiều những cái vật phẩm như thế này, được làm đa số từ thiên nhiên hết nha mọi người. Từ những cái lá chuối họ thắt, rồi cái bông vạn thọ ở trên, và thậm chí là có bông cúc đang xen với nhau. Tuy rằng mình thấy nó như vậy, rất đơn giản như vậy, nhưng mà cái công việc thắt như thế này nó rất là kỳ công luôn, chứ không hề đơn giản một chút nào đâu. Đó, đây là một trong những cái vật phẩm để vào cái khánh á, để mà mình dâng lên, cúng dâng lên đất Phật. Bông thì nó, cúc thì nó có sự hương thơm gì đó, nó rất là thiêng liêng. Còn đây là những cái dây chỉ cột vào xe nè, cột vào tay nè, để cho các sư làm phép ban cái phước lành, rồi sau đó thì sẽ cột vào những cái chiếc ô tô, những cái chiếc xe gắn máy, và thậm chí là những cái dây chỉ đỏ nhỏ như thế này để cột vào tay. Và đây là những cái cây nến, cây nến họ sẽ quấn những cái cây nến vào những cái khánh. Mọi người có thể thấy rất là nhiều cọng chỉ ha. Xe bay đi. Rất là đẹp luôn mọi người ha. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây tiếp ha. Đây là những cái áo màu sắc khá là sặc sỡ được treo bày bán ở đây nè mọi người. Kiểu dạng dạng như giống như mà mấy cái áo mà ở Việt Nam thì mình sử dụng để đi tắm biển á. Mặc dù là Bùi Hồ đi ở ngoài đường như thế này, nhưng mà cô bác quý anh chị có thể thấy là họ chạy khắp nơi nhưng mà họ không bao giờ họ bóp kèn đâu. Vì đối với người Lào, còi là một cái gì đó nó dư ở trên cái chiếc xe. Đây là những hoa cúc họ mua về để họ trang trí, để mà ngày mai họ dâng lên cúng Phật. Và đây là gọi là những cái khánh nè cô bác quý anh chị. Đây là những cái khánh. Đối với ở Việt Nam thì Tết thì đa số là họ bán những cái cành mai, những cái chậu mai, thì ở Lào họ sẽ bán những cái bông cúc như thế này được hái ra. Mọi người có thể thấy không? Xin vai đi. Dạ. Rất là đẹp ha. Họ làm rất là kỳ công luôn. Cô chú này đang mua những cái dây chỉ đỏ mọi người, để mà có thể là ngày mai sẽ nhờ các sư làm phép để mà treo vào những cái vật mà mình sử dụng, chẳng hạn như là xe nè, rồi treo trong người nè, hoặc là những cái gì mà mình sử dụng thường xuyên nhất, chẳng hạn bỏ vô ví, bỏ vô bóp rồi đó. Thì bao nhiêu đó là 100 ngàn mọi người. Ở bên kia thôi, lúc mà ăn đi xuống là mình vào cái quán cơm Tiểu Thu á, là quán cơm cái này á.
Đối với người dân Lào á, thì Tết họ sẽ trang trí những cái màu sắc sặc sỡ. Và đặc biệt là nếu như mà những người bạn cùng chung chơi chung với nhau á, hoặc là những người thân trong gia đình á, thì họ sẽ lựa cùng một màu thôi. Họ có thể là làm tóc nè, màu cho nó nổi lên, hoặc là mặc những cái trang phục sặc sỡ cho nó nổi lên, để coi như là một sự may mắn của mọi người. Và đặc biệt là cho sự chú ý của mọi người có thể tạt nước nhiều hơn vào cái cơ thể của họ. Đây là những cái bộ đồ mà họ bán một cái số lượng rất là nhiều như thế này. Dạ, yeah, see bye đi. See bye đi. À. Đây, đây họ bán một cái lô lóc gì là 4-5 cái áo luôn á, giống nhau, không khác nhau cái gì hết á. Và chắc có lẽ là mình sẽ lựa một màu nào cùng với lại anh Tiến để mình mua để mà mặc tham gia vào mình những ngày Tết. Một màu để mình đi. Mình yeah. Chẳng đụng đoan với nhau. Một màu hay chị ha? Ừ. Ờ, chị là người Việt Nam luôn. Dạ, yeah, người Việt Nam. Dạ. Yeah. Tết ở Lào thì họ thích mua một màu cùng một màu chung đoàn với nhau đúng không chị? Dạ đúng rồi đó. Ừ. Và họ thích làm tóc cũng cho nó nổi lên. Dạ đúng rồi, bên nữa là mình mua xì mình xịt lên màu xanh màu đỏ chứ cái xịt lên. Có chai xịt hả? Họ có cái cày nhuộm tóc rẻ tiền là thế, họ mừng ngay ngày mai họ gội là hết. À, cái chai nhuộm tóc đó như thế nào? Trái nữa họ bạn chống là trái cả 20 ngàn á nè. À, xịt lên màu cho nó xanh lên xanh đỏ đỏ rồi ngày sau là hết. Và áo này là thường là họ mua lần một lần như là 5-6 cái, 6-7 cái cho những đoàn họ đi chung nhau đúng không? Dạ, nhà họ mấy người cho mua mấy cái. Ừ, cái này là bao nhiêu một cái? Cái là 50 ngàn. 50 ngàn tiền Việt. Ừ, ở tiền kiếp luôn. Còn không bán chứ. Dạ. 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 Mình có tiền kiếp mình đưa tiền Việt. Cái này là chỉ cái áo thôi chứ không có cái quần đúng không? Ở cái quần riêng đấy, mua quần cho đồng bộ của hàng thì mua cái quần riêng. À. Dạ. Cái này là họ bán cái áo, mình thích mặc cái áo hư xưa xưa là được. Ừ. Họ có quy định là không, không quy định, mà mình thích mặc gì mặc, ai với gì mặc, cỏ thì mặc cỏ thôi. Nhưng mà đặc điểm chung của họ là thích mặc màu sắc nó sặc sỡ. Dạ đúng rồi, họ nghe đó. Dạ, chị này là người Việt, tí xíu nữa này chắc có lẽ là mình sẽ mua ủng hộ. Dạ. Rồi cảm ơn anh đi quay tập đi lui lại mua áo ủng hộ anh ha. Dạ. Chúc chị mua mang. Trong chợ đi nhiều đẹp đẹp này. Trong chợ này là nhiều gì chị? Họ bán hàng nhiều hàng á. À, bây giờ mình sẽ vô đây nha mọi người. Dạ. Thậm chí ở trong kia có một cái tiệm vàng, cô bác quý anh chị có thể thấy là họ đều mặc một cái trang phục rất là giống nhau. Cái nhân viên mà bán vàng á, họ mặc rất là giống nhau để hiện sự đoàn kết. Và họ chung cùng chung một nhóm, mọi người có thể thấy không? Rất là đẹp đúng không? Đây, ok. À, mình sẽ uống một ly nha mọi người. Mía Lào cực kỳ thanh, không có độ ngọt nhiều nha mọi người. Ừ. Cực ngon luôn. Ừ. Đẹp không? Để cho anh 2 ly ha. Ngon lắm, nói chung là uống nước mía ở đây nó cực kỳ ngon luôn. Để vô miếng tắc nó ngọt như là một cái ly nước cam á, kiểu cho đường á. Ừ. Mười mấy ngàn tiền Việt Nam. Mười mấy? 12 ngàn tiền Việt Nam. À, mọi người có thể thấy là cái xe nước mía này á được chế bằng từ cái máy nhỏ dưới kia kìa. Và sau khi xay xong thì anh sẽ bỏ cái phần xác mía ở bên đó. Có thể là anh sẽ đem về nhà, anh sẽ chậm củi. Và có một điều khá là ấn tượng khi đến đất nước Lào á, là nếu như mình không có biết tiền Lào thì mình chỉ cần xè nguyên cái tờ tiền đó ra và họ sẽ lấy tiền dư, họ sẽ trả lại, họ không bao giờ lấy thêm cái phần đã dư. À, đây là một cái điều mà khá là ấn tượng mà đến khi đất nước Lào mọi người, dù là khách nước ngoài hay là khách Lào thì ẩm thực là thì họ vẫn lấy đồng giá như vậy có không? Chứ không ngày thì vừa hồ đi ở đây không thấy cái tình trạng là họ chặt chém nha. Rồi, cặp trai lại. Việt Nam đó. Cảm ơn. Còn đây là gian hàng bán những cái nông sản. Chuối. Dưa leo, đu đủ trái nó dài hơn.
Đây là cái cách ăn Tết của người Lào nha. Ăn chết trong khu nhà lòng chợ luôn. Khắp chai lai lai. Hòa cùng không khí Tết ở Lào á, thì hôm nay Bùi Hồ cùng với anh Tiến Sài Gòn cũng sẽ mua cho mình một cái trang phục màu sắc cũng khá là sặc sỡ, mặc dù hai anh em cũng khá là đen. Nên anh thử là chơi màu nào cho nó nổi nổi tí xíu. Chị, nãy giờ thì mình ưng cái áo màu này nè. Đây, cái áo màu này thấy đủ nổi, đủ đen chưa? giá mỗi một cái áo như thế này là 50.000 kiếp, là tương ứng với khoảng gần 60.000 tiền Việt Nam á mọi người. Ngoài những cái áo như thế này và còn người ta còn mặc những cái quần nó màu sắc sặc sỡ như thế này. Vì là đất nước Triệu Voi nên ở trên này mọi người có thể thấy là được mấy con voi ở trên này nữa nè. Đó. Bây giờ thì Bùi Hồ một cái, anh Tiến một cái cho biết là hai anh em cùng chung một nhóm. Thì để tham gia ngày mai có té nước ướt, coi ai ướt nhiều hơn thì người đó sẽ được may mắn nhiều hơn. Bây giờ sẽ lấy chị ơi. Chị lấy đây. Để tắm muốt. Lấy giùm em cái áo đó. Dạ. Đây. Nè lấy giùm em mặc thử coi. Chị này là người Việt gốc Huế luôn mọi người. Nên là nữ là chị có nói thách thì cũng không sao, mình là người Việt ủng hộ người Việt. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Người hàng Việt. Dạ, áo này là sản xuất ở Lào hay là ở Việt Nam? Lào. Sản xuất ở Lào nha. Hả? Cái size này hình như là nó hơi nhỏ hay sao á. Đó lừa đi anh. Đó, hai anh em cùng cái kích cỡ, anh Tiến thì cao hơn Bùi Hồ một tí xíu. Được không? Đúng anh Tiến? Đủ nổi chứ anh? Đúng rồi, quá đi ra đường người ta thấy mình ta đặt nước nhiều được không? À, đẹp lắm mọi người. Là một ngày là lúc nào cũng bị ướt. À, mọi người thấy không? Để gài vô rồi cho nó chỉnh chu một tí xíu nha. Được không? Ngày mai mà em bỏ áo khoác này ra mọi người tạt nước ướt. Cái áo này á, chất liệu này nó cũng mau khô, tạt nước ướt nữa nó không bị lạnh, áo thun này nó sẽ bị lạnh hơn. Và hòa mình vào cái không khí Tết Bun Bi Mai, một lễ hội té nước lớn nhất ở Lào. Thì đây là những ngày cuối năm, Bùi Hồ và anh Tiến Sài Gòn cũng quay cho cô bác quý anh chị xem những cái đoạn phim như thế này để biết thêm về một cái Tết khá là đặc sắc ngay tại Lào nói riêng và ở những nước như là Thái Lan và Campuchia nói chung. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.